Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Touring đến từ thương hiệu Gian. Mẫu Gian XCR 3005. Đây là một trong những cái dòng xe Touring mà khá về phổ biến bên em. Được rất là bán chạy những dòng xe Touring của thương hiệu đến từ Gian XCR 3005. Vừa này em về với tông màu đen vàng rất nổi bật trên khung hướng ở đây. Bây giờ xin mời mọi người giới thiệu xe. Vâng, trên khung hình mất đây là cái mẫu Gian XCR 3005. Đây là cái mẫu dòng Touring rất là phổ biến bên em. Dòng Touring có dọc sóc. Đây là cái mẫu model rất là bán chạy trong cửa hàng bên em trong thời gian vừa qua. Phù hợp cũng bác đi đường phố và đạp theo đội trên những cung đường chung cư hay là city đường phố rất là phù hợp với mọi lứa tuổi các nhé. Vừa này em về với chiếc màu tông đen vàng, khung nhôm, wear code chính hãng của thương hiệu Gian cũng ở nguyên trên khung. Khung nhôm alloy kích cũng là nhôm siêu nhẹ. Và nhắc đến thương hiệu Gian thì một trong những cái dòng xe đạp thể thao cao cấp về bộ khung rất là chắc chắn, khung nhôm. Model của xe đạp này em về là model XCR 3005. Mẫu model XCR 3005 này thì rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về tính linh hoạt và sử dụng của xe rất là dễ dàng. Xe chạy với bộ rơm sườn, cổ phốt kia đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Giá bình nước cũng là chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Một trong những cái dòng mẫu Touring và rất là bán chạy bên em, có giảm sóc, dòng XCR 3005. Tay nắm cao su chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe, tay nắm Sừng Châu chính hãng của Gian luôn nhé. Xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano, trang bị với 9 tầng lip. Đằng trước sử dụng với cụm thanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cụm thanh sau được sử dụng với cụm thanh dầu thủy lực của Shimano. Và đặc biệt là những cái dòng thương hiệu mẫu Gian dòng Touring mà em về review rất nhiều thời gian vừa qua, mẫu dòng Gian XCR, City và SL thì khác biệt so với những mẫu trước đây. Cái dòng xe Gian XCR được cải tiến hơn những mẫu dòng Touring khác, được trang bị với thêm cặp giảm sóc cho các bác đi trên mọi địa hình thì rất là êm tay lắm nhé, không bị đau tay. Dòng mẫu Touring có giảm sóc này cho các bác. Và lần này em về tông màu vàng đen phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Màu đen thì đi nó rất là sạch xe, may hơn chính hãng của Gian, vành của Gian nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700x338C. Hậu yên chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Yên nguyên bản theo xe, yên chính hãng của Gian luôn nhé. Yên được sử dụng với hai bên đứng nó phản quang. Yên xeo ly, yên hiệu cao cấp thường được sử dụng cho những cái dòng thương hiệu Gian XCR. Đồ đĩa Shimano, 3 tầng đĩa, gạt đĩa Shimano. Củ đề sau là củ đề Shimano Alivio. Xích lip còn rất là mới các bác nhé. Xích lip của chính hãng Shimano luôn. Trang bị với 9 tầng lip. Lip xích Shimano rất là mới. May ơn xong là may ơn chính hãng của Gian, vành của Gian, đối bản theo xe. Bác nào hỏi em về cái dòng xe Touring có giảm sóc thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt. Và bây giờ xin mời các bác đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 45. Chiều ngang khung là size 51. Là size S nhá. Size S. Bác các con từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa.
trang bị với 9 tầng lip Shimano. Lip Shimano rất là mới, lên lip thôi. Xuống lip. Bên phải em là đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa Shimano 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Màu rất đẹp, tông màu vàng đen, rất nổi bật. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong trước Gian, đến từ thương hiệu Gian, model XCR 3005, dòng touring có giảm sóc. Và xe rất tốt bên em là 8.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng liên hệ qua Zalo 0975 709 943, lên YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký theo dõi kênh, và hẹn gặp lại trên ngày mai.